Kinh tế Việt Nam và thế giới đang chứng kiến một thế hệ ngân hàng với mô hình tăng trưởng đột phá mới bằng công nghệ, bên cạnh nền tảng doanh nghiệp fintech góp phần làm dài cánh tay hùng mạnh cho hệ thống ngân hàng. Từ đây, kéo theo cộng đồng doanh nghiệp nói chung được hưởng lợi, cũng như người tiêu dùng có thể tiếp cận sự tiện nghi tối ưu của số hóa các dịch vụ ngân hàng. Đây là nội dung của hội nghị ngân hàng do nhập cầu đầu tư tổ chức với chủ đề điểm mang tên đột phá từ số hóa ngân hàng. Hội nghị nhằm phân tích và đưa ra đánh giá tổng quan về chính sách tình hình chuyển đổi thực tiễn và bản chất của các ngân hàng Việt Nam từ mô hình truyền thống sang số hóa, đồng thời giới thiệu các trường hợp chuyển đổi bước đầu thành công của ngân hàng trong nước và thế giới. Hội nghị cũng chỉ rõ những yếu tố bảo mật trong chuyển đổi ngân hàng số cũng như giá trị của số hóa mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng và nền kinh tế Việt Nam. Hiện tại đã có 94% ngân hàng Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi số, trong đó phần lớn các ngân hàng Việt Nam đã triển khai ngân hàng số ở cấp độ chuyển đổi về quy trình và kênh giao tiếp và chuyển đổi về nền tảng dữ liệu mới được triển khai tại một số ngân hàng tiên phong.